Ở trong cái bài phân tích của mình còn thiếu gì thông tin trong bài này nữa không? Ví dụ ghi chú. Ghi chú này ghi ở đâu? Ghi chú này là không suy diễn được nha. Cho nên trong cái phần này của mình, chi tiết này nè, mình thêm ghi chú vô. Đó, bởi vì ghi chú này nó chỉ xuất hiện trong từng mặt hàng. Xuất hiện trong từng mặt hàng. Rồi quan hệ phiếu xuất chi tiết hóa đơn các bạn sẽ sử dụng là đối với lại phiếu xuất mini. Rồi mình sẽ tạo cái OR từ cái quan hệ này thử xem. Quan hệ của mình là của cái chuẩn hóa 3N. Mình sẽ chọn chuyển convert to relationship schema. Mình không copy, mình chỉ chuyển thôi. Như vậy mình xem là nó đã kết nối được gì. Đây, nó còn thiếu, nó chưa kết nối hết nè. Chi tiết phiếu xuất. Tại vì sao nó chưa kết nối được các bạn? Tại vì sao? Loại hàng và mã hàng hóa kết nối được. Phiếu xuất cửa hàng, tại sao nó kết nối được? À, do chỗ này nó chưa có cái mã của mấy bạn kia cho nên nó chưa nối vô được. Vậy bây giờ mình nối chi tiết hóa hàng hóa là nối với hàng hóa nè, nối với phiếu xuất nè. Như vậy mình sẽ có một cái connect từ đâu? Từ đây sang đây. Tại sao nó nối không được? Tại sao? Đối với bảng này còn thiếu thông tin. Ví dụ chỗ này mình mã phiếu xuất nè, chỗ này mình thêm vô một cái mã phiếu xuất. Rồi kiểu dữ liệu ở đây mã phiếu xuất nó đều để kiểu in hết à, đều để kiểu in hết. Cho nên chỗ này cái mã phiếu xuất, mã phiếu xuất với một chi tiết hóa đơn số lượng chi tiết. Bây giờ mình đổi lại bên này đi, mã phiếu xuất thành mã chi tiết, mã chi tiết phiếu xuất. Bên này kết nối qua mã này mình sẽ để nó là in cửa hàng foreign key connect. Chi tiết phiếu xuất, mã phiếu xuất. Cửa hàng. Hàng hóa, số lượng. Ngay chỗ này mình còn thiếu mã hàng hóa. Chỗ chi tiết phiếu xuất này mình còn thiếu là mã hàng hóa. Mã mặt hàng. Bên này mình thêm mã mặt hàng
mã mặt hàng Canet đang giảng em, đang giảng bài. Ok. Đang hả? Mã mặt hàng phiếu xuất. Đây, chỗ này các bạn sẽ thêm mã đi. Bên này là hàng hóa, màng hóa, gạch chân, mã phiếu xuất, gạch chân. Mã loại hàng, cửa hàng, mã phiếu xuất, chi tiết phiếu thu. Rồi cho nó xuất lại lần nữa thử coi. Rồi ok. Mình thiết lập cho nó khóa chính thì nó sẽ biết là nối đến đâu. Tại vì lúc nãy mình chưa thiết lập khóa chính, cho nên nó không biết cách kết nối. Thì các bạn thiết lập khóa chính cho nó. Rồi, mình đã có khóa chính ha. Mình xem thử đủ thông tin chưa. Đủ chưa? Bây giờ mình dựa trên cái này để mình bắt đầu tạo database nhé. Bây giờ mình sẽ đi tạo database dựa trên cái cơ sở dữ liệu này. Đó, dựa trên cơ sở dữ liệu này. Như vậy thì các bạn sẽ tạo những cái bảng 1 trước. Bảng 1. Bảng 1 là bảng nào? Ví dụ loại hàng, cửa hàng. Bởi vì bạn muốn tạo hàng hóa thì bạn phải có loại hàng. Đúng không? Bạn muốn tạo phiếu xuất, bạn phải có cửa hàng. Bạn muốn tạo chi tiết phiếu xuất thì bạn có phiếu xuất và mặt hàng hóa. Cho nên bạn tạo những cái bảng 1 trước, bảng này gọi là bảng 1. Rồi bảng nhiều tạo sau. Kịp chỗ này không? Rồi thầy sẽ xuất cái file này ra. Xuất export cái này thành image. Các bạn đừng có transport nha. Chọn 2 cũng được để cho nó rõ. Lưu lại. Nó đang xuất ra đâu rồi đây? Email 1. Ok. Chúng ta sẽ mở cái máy, mở máy lên để chúng ta làm. Các bạn chơi game hơi bị nhiều quá nha. Vẫn chơi game hả? Nghe chuột hả? Nghe chuột nổ rang trời luôn. Sao kỳ vậy? Rồi chúng ta sẽ kéo cái ảnh này vô. Đâu? Nó phải chỉa từ chỉa từ một sang nhiều chứ, sao chỉa đâu cũng được. Install. Copy. Rồi chúng ta đã có cái image trong này rồi. Thì chúng ta chỉ vào trong làm thôi. Chúng ta không quan tâm đến máy ngoài nữa.
Bây giờ chúng ta sẽ mở cái SQL Workbench lên các bạn. Máy SQL Workbench của chúng ta. Và chúng ta sẽ tạo cái này. Open with quyết cái này đi cho nó nhỏ cái biên. Rồi, một bên là chúng ta xài quật bên. Ở đây, bên này chúng ta sẽ tạo ra một cái query mới, query script mới. Đây. Chúng ta tạo ra một cái cơ sở dữ liệu. Các bạn tạo ra một cái SQL script mới ha. Đóng hết lại đi. Đóng hết mấy cái cửa sổ này lại. Rồi mình tạo một cái query mới nè. Thì ở trong cái query mới này, chúng ta sẽ tạo một cái cơ sở dữ liệu create data page, tên của chúng ta. Ví dụ các bạn sẽ dùng cái số thứ tự của các bạn 01 gạch dưới PS183 09 chẳng hạn, gạch dưới bình ASM enter. Như vậy nếu mà các bạn chỉ chạy cái lệnh này thôi thì các bạn chọn bô đen và chọn thực thi để mình xem thử là cơ sở dữ liệu của mình có chưa. Có chạy rồi ha. Như vậy mình xem ở phía dưới này nữa nè. Lúc đầu mình chạy được nè. Lúc sau mình chạy lỗi nè. Tại sao lỗi? À có rồi. Như vậy chỗ này bên này mình không thấy. Mình refresh lại cái. Đây. Có rồi nè. Bây giờ chỗ này mình sẽ dùng cái gì vô? If not acid. Nếu như cơ sở dữ liệu này mà chưa tồn tại thì tạo. Bây giờ mình chạy lại cái lệnh này lần thứ ba, nó chỉ cảnh báo là đã tồn tại rồi thôi chứ nó không có báo lỗi đỏ nữa, được không? Tiếp tục mình sử dụng cái lệnh là use, mình lấy cái tên cơ sở dữ liệu xuống. Tên cơ sở dữ liệu xuống. Nó báo lỗi gì? Báo lỗi gì chỗ này? Mình phải có chấm phẩy sau dòng lệnh. Chấm phẩy sau dòng lệnh. Thực thi. Thấy không? Thấy cái này nó màu đen không? Nó đổi nè. Bây giờ mình sẽ tạo bảng. Bảng 1 trước. Bảng loại hàng trước đi. Bảng loại hàng trước. Được không? Như vậy chỗ này. Chỗ này chúng ta cho nhỏ lại tí. Rồi chỗ này chúng ta sẽ create table.
thì bò này chúng ta sẽ đặt tên cho nó là loại hàng. Xuống dưới chúng ta sẽ mở ngoặc tròn, đóng ngoặc tròn, chấm phẩy. Loại hàng, mở ngoặc tròn, đóng ngoặc tròn, chấm phẩy. Ở phía bên trong chúng ta sẽ để gì? Mã, loại hàng, kiểu dữ liệu và cha. Mình cho 10 đi cho nó dễ. Và cha, và mình để là not known. Bây giờ đối với lại cái thứ hai, Create database xong rồi. Cái thứ hai, cách nhau bởi dấu phẩy. Họ tiếp tục kiểu dữ liệu index double gì đó. Thì các bạn sẽ cách nhau bởi dấu phẩy. Và chỗ này chúng ta sẽ có gì nữa? Tên loại hàng. Tên loại hàng cách nhau bởi dấu phẩy. Chỗ này chúng ta có và cha. Tên loại hàng thì chúng ta cho 50 ký tự. Primary key chúng ta cho mã loại hàng. Primary key, mã loại hàng. Bảng loại hàng chúng ta đã tạo được chưa? Thực thi cái này thôi, còn ở trên chúng ta không cần thực thi nữa. Ở đây table của chúng ta chưa có nè, chúng ta thực thi cái. Tạo được chưa? Màu xanh nè. Tạo được rồi. Và chúng ta sẽ refresh lại. Đây, loại hàng được tạo. Trong này nó có column mã loại hàng, tên loại hàng đã được tạo. Đó, mã loại hàng và tên loại hàng được tạo. Foreign key là liên kết ngoài, mã khóa ngoại ha. Tiếp tục. Nói sao bị nhảy gì đây? Ok. Chúng ta sẽ lưu cái này lại. Cái này là assignment là 01PS18309 bình ASM. Hoặc là các bạn để ASM trước đi các bạn. ASM trước để cho nó khỏi có cái số á. Số đầu tiên nó bị báo lỗi nè. Mình để ASM trước đi. Đó, bỏ ASM sau đi. Thì nó sẽ hết báo lỗi. Vì nó đặt số phía trước không hợp lý. Thực thi lại nha. Như vậy là mình sẽ có hai cơ sở dữ liệu luôn á. Cơ sở dữ liệu này là số trước nè. Thực thi một cái. Refresh cái. Đây, cơ sở dữ liệu mới nè. Tiếp tục, mình sẽ tạo gì? Cửa hàng. Cửa hàng. Như vậy, chỗ này create table cửa hàng, mở ngoặc, đóng ngoặc, chấm phẩy, enter xuống. Cửa hàng của mình có gì? Mã cửa hàng và cha
10, mình cứ lấy 10 đi. Not known. Phải địa chỉ, tên cửa hàng đi, tên cửa hàng và cha 50. Mình có thể để nó là known hoặc bạn để mặc định cũng được. Rồi địa chỉ va cha, địa chỉ va cha mình cho 100. Noon. Email, số điện thoại, số điện thoại va cha mình cho là số điện thoại thôi mà, à 11 12 gì đó ha. Ví dụ như là số điện thoại Mỹ luôn đi, thôi 20 cũng được. Số điện thoại quốc tế luôn. Rồi tiếp tục email vacha 20. Còn gì nữa không? Khóa chính primary key, mã cửa hàng. Mình đặt cái chữ primary key ở trên này cũng được nhé. Còn không xuống dưới mình set lại cũng được nhé. Mình đã tạo được cửa hàng. Chạy cái đoạn script này, refresh lại. Table cửa hàng đã được tạo. Rồi tiếp tục tạo phiếu xuất. Phiếu xuất create table phiếu xuất, mở ngoặc đóng ngoặc chấm phẩy, enter xuống, trong này có gì? Mã phiếu xuất va cha 10. Not known. Rồi mã cửa hàng. Mã cửa hàng va cha 10. Mã cửa hàng va cha not known. Ngày lập phiếu, ngày lập phiếu date, mình có nôn được không tùy các bạn ha. Ngày lập phiếu thường nó sẽ là not nôn luôn, bởi vì lập ngày nào là chính xác ngày đó. Ngày xuất date có nôn không? Có thể xuất nhưng mà chưa biết xuất ngày nào. Còn gì nữa không? Hết rồi. Nó có khóa chính không? Primary key, mã phiếu xuất, mã phiếu xuất là primary key. Rồi foreign key, à foreign key, mã cửa hàng. Các bạn chú ý cái foreign key nha. Foreign key thì chúng ta sẽ có hai thông tin, tức là mã cửa hàng sẽ reference đến đâu. Đó, reference đến đâu? Reference đến cái bảng ở phía trên này, bảng cửa hàng và mã cửa hàng. Bảng cửa hàng với cái
thuộc tính để liên kết là mã, cửa, hàng. Như vậy là chúng ta đã có được cái foreign key. Mã cửa hàng của phiếu xuất sẽ liên kết với mã cửa hàng của cửa hàng. Mã cửa hàng của phiếu xuất sẽ liên kết với mã cửa hàng của cửa hàng. Bây giờ nè, chỗ này thầy chưa chạy cái đoạn phiếu xuất nha. Chưa chạy đoạn phiếu xuất. Thầy sẽ xem thử là cái diagram của mình có gì rồi. Database. Mình sẽ relay cái diagram ra coi thì nó có gì trong này rồi. Diagram của cái ASM. Rồi mình có hai bảng chưa liên kết gì hết. Được không? Mình đã tạo liên kết đâu? Loại hàng, cửa hàng. Bây giờ mình sẽ tạo tiếp. Tạo tiếp đến cái bảng phiếu xuất. Chạy. Rồi vẫn xanh ha. Đời vẫn xanh. Tiếp tục chỗ này. Tiếp tục ở đây. Các bạn tạo xong chưa? Rồi mình add diagram thử coi. Bạn có thể kéo từ bên này qua. Hồi nãy là mình làm gì? Ở đây các bạn thấy cái diagram mà mình làm rồi nè. Nó là diagram 1. Ok, không có luôn. Diagram. Ok. Có hai bảng. Bây giờ mình xem thử là cái bảng của mình nè. Table, loại hàng, cửa hàng. Cái này là cũ rồi ha. Cũ rồi. Data. Rồi có 3 bảng. 3 đối tượng. Đây, đã có mối quan hệ nè. Thấy chưa? Mình đã tạo cái foreign key thì nó sẽ liên kết từ cửa hàng sang phiếu xuất. Tương tự như vậy, các bạn sẽ tạo tiếp cái gì nữa? Xuống đây, chúng ta đã tạo phí xuất rồi. Mình tạo cái chi tiết phí xuất được không? Không. Bởi vì muốn có chi tiết phí xuất thì bạn phải có hàng hóa. Bây giờ tạo hàng hóa được chưa? Tại vì loại hàng mình tạo rồi,
Cho nên hàng hóa mình tạo được, loại hàng tạo rồi nè. Cho nên chỗ này chúng ta sẽ tạo về create table hàng hóa thì chúng ta sẽ có đóng ngoặc chấm phẩy. Chỗ này chúng ta có mã mặt hàng chúng ta sẽ để varchar 10 not null, phải tên mặt hàng varchar 50, đơn giá theo các bạn dùng kiểu gì? Đơn giá thì nếu như mà chúng ta chỉ có đồng thôi thì chúng ta dùng kiểu nguyên in thôi, in. Rồi chúng ta sẽ có gì nữa? Đơn vị tính va cha khoảng 10 đi, vì cái lon chai lọ thùng vậy thôi, 10. Gì nữa nào? Loại hàng, mã loại hàng. Như vậy chỗ này bị dư nè, loại hàng và mã loại hàng này là dư. Như vậy chúng ta chỉ có một cái thôi là mã loại hàng thôi. Mã loại hàng vacha 10. Còn gì không? Hết rồi. Bây giờ primary key là mã mặt hàng, phải foreign key của chúng ta là mã loại hàng sẽ reference đến đâu? Loại hàng reference đến cái bảng loại hàng với mã loại loại hàng, được chưa? Đó, foreign key của chúng ta, mã loại hàng từ cái bảng hàng hóa sẽ liên kết đến loại hàng mình tạo ở trên đây nè, loại hàng nè với mã loại hàng ở đây, nó liên kết vậy đó. Đó là foreign key. Ở trong cái create table này các bạn cũng có thể là để là if not exist cũng được luôn nha. Cũng kiểm tra là đã tồn tại rồi thì không tạo mới. Mình cũng làm được chuyện đó luôn. Gì nữa? Mình đã có được bảng hàng hóa. Bây giờ mình sẽ có cái bảng chi tiết. Create table. Mình sẽ có bảng chi tiết phiếu xuất, mở đóng ngoặc chấm phẩy, chi tiết phiếu xuất. Chỗ này mình liên kết nè, nó phải có mã phiếu xuất, mã mặt hàng để tí nữa mình mới liên kết đến hai bảng còn lại được. Như vậy thì mình sẽ có mã phiếu xuất va cha 10. Cái này có được null không? Not null. Mã mặt hàng va cha 10 not null. Rồi số lượng
số lượng in ghi chú các bạn có thể chọn vacha. Đó, ghi chú các bạn có thể chọn vacha. Cái vacha và inner vacha hồi nãy giờ quên. Inner vacha nó sẽ giúp các bạn sử dụng tiếng Việt nhé. Thì quên. Các bạn dùng inner vacha thì nó hay hơn. Bạn có thể sử dụng được tiếng Việt. Còn vacha thì nó là nhiều ký tự thôi. Thì sau này các bạn sẽ đổi lại. N vacha giúp thầy. Còn cái chỗ mà bạn ghi chú á, nếu như bạn muốn ghi nhiều thì bạn có thể dùng kiểu là test. Test này là độ dài không giới hạn. Đây, mình có primary key không? Cái bảng này có khóa chính không? Bảng chi tiết? Không, nó chỉ có khóa ngoại thôi. Thì chúng ta sẽ có cái foreign key. Foreign key của cái mã phiếu xuất sẽ reference đến đâu? Mã phiếu xuất reference đến phiếu xuất và mã phiếu xuất. Tương tự như vậy, chúng ta sẽ tạo ra một cái foreign key là mã hàng hóa, mã mặt hàng. Mã mặt hàng sẽ liên kết đến đâu? Liên kết đến hàng hóa. Liên kết đến hàng hóa, mã mặt hàng. Rồi. Đủ 5 bảng chưa? Đủ 5 bảng rồi. Bây giờ chỗ này chúng ta chưa thực thi. Chi tiết hóa đơn và hàng hóa chúng ta chưa thực thi. Chạy, ok. Ổn hết ha. Bây giờ phiếu xuất, hồi nãy mình chạy chưa? Thử chạy lại coi, đỏ hay xanh biết liền. Đỏ là tạo rồi. Cho nên tạo lại bị lỗi. Màu vàng là nếu như bạn dùng cái chữ if not exist thì nó cảnh báo là đã tồn tại nhưng mà nó không tạo. Và nó màu vàng. Nó cảnh báo thôi, warning thôi. Bây giờ mình sẽ tạo lại cái schema của nó. Coi thử cái R của nó coi nó ra sao. Coi thử nó đầy đủ hết chưa. Có mấy bảng đây? 5 bảng. Nhìn thấy 5 bảng là ổn rồi. Nhưng mà không biết có liên kết được hết không. Đây, kéo cho nó rộng rộng lên chỗ này dễ nhìn. Có vẻ ổn ha. Ổn không? Không ổn à? Liên kết được hết nè. Được chưa? Giai đoạn 1 mà các bạn làm trong vòng 2 tiếng là xong rồi. Giờ xong rồi đó. Xong chưa? Còn làm gì nữa? Chèn dữ liệu. Chèn dữ liệu thì insert into. Trời, tự nhiên thầy làm cho các bạn 10 điểm hết trơn. Sao? Rồi mai mốt chấm gì giờ? Hả? Hỏi chấm hả? Ồ, hay. Được. Quá tuyệt. Nếu như nếu như hả? Chứ sao? Tại nếu như chứ. Nếu như hỏi bất kỳ câu gì đều trả lời được. Có đẻ là bài tiếp theo.
Đến đây kịp ha. Trong cái assignment của mình còn gì nữa không? Còn gì nữa? À, nhập dữ liệu mỗi bảng ít nhất 5 dòng. Rồi nghe nè. Lúc nãy mình tạo database. Mình tạo database. Mình bắt đầu từ đâu? Bảng 1. Bảng đơn. Được chưa? Thì lúc nhập liệu cũng y chang. Mình cứ lập luận thế này. Nhập hàng hóa thì phải có gì? Có mã loại, có loại. Vậy thì nếu chưa có loại hàng thì có nhập được hàng hóa không? Không. Như vậy tất nhiên phải nhập loại hàng trước. Có loại hàng thì nhập được hàng hóa. Nhập được hàng hóa, nhập được chi tiết chưa? Rồi đâu. Bởi vì nó cần phải có phiếu xuất. Muốn nhập phiếu xuất thì phải nhập cửa hàng. Cho nên thứ tự nhập của chúng ta là gì? Chỗ này chúng ta sẽ open with pen đây. Như vậy ở đây các bạn sẽ nhập bắt đầu từ chỗ này số 1. Số nào 1 cũng được, trên 1 cũng được, dưới 1 cũng được nha. Đây 1 cũng được, đây 1 cũng được nha. Nhưng mà chỗ này 1 2. Nếu đây 1 thì đây 2. Đây 3. Đây 4 và bảng này nhập cuối cùng, được không? Thứ tự nhập liệu kịp không? Hello. Thứ tự nhập liệu nha. Còn nếu như bạn muốn nhập khác đi, bạn nhập cái này 1, cái này 2, cái này 3, cái này 4, cái này 5, được không? Được. Miễn làm sao là? Miễn làm sao? Cái này loại hàng trước hàng hóa, cửa hàng trước phiếu xuất, hàng hóa phiếu xuất trước chi tiết là được. Vậy thôi. Insert into bảng gì, value ra làm sao? Như vậy chỗ này chúng ta xem thử có cái lệnh insert into không. Nãy giờ chúng ta đang sửa bảng đó. Cái chỗ này nè, chỗ này nha. Chỗ này nếu trong trường hợp mà các bạn tạo bảng xong, cuối cùng bạn mới tạo cái khóa chính, bạn mới tạo khóa ngoại, thì bạn phải dùng lệnh after là cập nhật. Còn mình có làm sao không? Mình làm cùng lúc mà. Mình làm cùng lúc. Cho nên mình không cần actor. Đây bên này mình làm cùng lúc nè. Tạo bảng là xuống dưới mình làm gì? Mình tạo khóa ngoại luôn. Và làm sao mình làm được chuyện này? Tại vì thầy tạo thứ tự bảng 1 trước, bảng nhiều sau. Còn nếu mà các bạn không tạo theo thứ tự thì các bạn tạo khóa ngoài kiểu này nó sẽ có thể bị lỗi. Cho nên tốt nhất là mình làm theo nguyên tắc tạo một trước, tạo nhiều sau. Từ bên nhiều mình liên kết qua bên một thì nó sẽ ok. Được không? Dễ không? Dễ. Bây giờ hôm trước buổi thứ nhất, buổi thứ hai thầy nói dễ là thấy dễ đúng không? Hôm nay buổi thứ mấy rồi? Buổi thứ 8 rồi. Dễ là dễ gì? Rồi, cố gắng đi. Hả?
Có coi đâu mà ốp. Nhưng mà có coi không? Có like, có subscribe, có share, có comment rồi gì không? Phải có chứ, không có cái đòi úp hoài. Rồi về nghiên cứu thêm cái lệnh là insert into để chúng ta hoàn thiện được chưa. Rồi các bài lab hoàn thiện hôm sau lên chấm bài, đúng rồi. 3 4 4 bây giờ là hồi nãy giờ là thầy dạy là 4 rồi đó, là các lệnh để tạo. Ừ, được chưa. Rồi kết thúc.